Chào mọi người, hôm nay bộ phận hỗ trợ kinh doanh phòng phát triển sản phẩm của Viện Công nghiệp Thực phẩm xin được hướng dẫn mọi người về thao tác, copy và sao chép bài đăng. Ví dụ, mọi người muốn copy bài đăng trong nhóm hỗ trợ bài viết Fieri hàng ngày số 2 thì mọi người tới phần tìm kiếm nhé. Sau đó, gõ tên nhóm hỗ trợ bài viết Fieri hàng ngày số 2. Chọn tên. Mọi người tiếp tục vào nhóm nhé. Ad sẽ lựa chọn copy một bài đăng điển hình có cả về mặt hình ảnh và nội dung. Đây, để copy bài đăng này, mọi người nhấn vào từng ảnh, chọn biểu tượng dấu ba chấm ở phía trên bên phải của màn hình. Sau đó chọn lưu ảnh. Mọi người tiếp tục thực hiện thao tác này với tất cả những ảnh ở phía sau. Chọn dấu ba chấm, chọn lưu ảnh. Để copy về mặt nội dung, mọi người tới vùng văn bản, nhấn giữ 2 cho tới 3 giây, sau đó chọn sao chép. Như vậy, mọi người đã thực hiện thành công thao tác copy bài viết. Để đăng bài, mọi người trở về mục bạn đang nghĩ gì, nhấn 2 tới 3 giây, rồi chọn dán nhé. Ở đây thì mọi người có thể chỉnh sửa nội dung bài viết để biến từ một bài copy trở thành bài viết của chính mình. Rất đơn giản thôi, mọi người muốn chỉnh sửa vị trí nào thì nhấn tới đó và chỉnh sửa thôi. Hiện tại Ad đang lấy ví dụ nhé. Sau khi chỉnh sửa xong, mọi người lựa chọn ảnh để đăng bằng việc nhấn vào biểu tượng hình ảnh. Hiện tại, màn hình của Ad chính là biểu tượng hình chữ nhật màu xanh lá cây. Mọi người tiếp tục lựa chọn tất cả những ảnh mà mình vừa sao chép về. Sau đó nhấn vào xong ở phía trên bên phải của màn hình. Hình ảnh đã xuất hiện rồi. Tiếp tục mọi người lựa chọn chế độ xem. Thường là sẽ để ở chế độ công khai mọi người nhé. Hiện tại là bài viết của Ad đang để ở chế độ công khai rồi. Để thay đổi thì mọi người có thể nhấn vào công khai và lựa chọn các chế độ khác. Tuy nhiên, giống như Ad vừa chia sẻ là mình sẽ để ở chế độ công khai. Xong. Tiếp tục mọi người sẽ lựa chọn album. Nhấn vào album này. Dựa vào nội dung của bài viết cũng như là hình ảnh thì Ad sẽ lựa chọn vào album hệ thống sản phẩm Viện Công nghiệp Thực phẩm Bộ Công Thương. Ngay ở trên đầu đây. Rà soát lại một lượt về nội dung này, về hình ảnh này. Mọi thứ đã ok. Bước cuối cùng, mọi người lựa chọn tải lên ở phía trên bên phải của màn hình nhé. Như vậy thì mọi người đã copy, sao chép, chỉnh sửa cũng như đăng bài thành công rồi. Chúc mọi người thành thạo thao tác và kinh doanh tốt.